Nam bệnh nhân 61 tuổi này nhập viện điều trị đột quỵ được một tuần nay. Bà Hạnh, người nhà bệnh nhân cho biết, mới đây sau khi ngủ chưa dậy, người bệnh có dấu hiệu nói ngọng và méo miệng. Tuy nhiên, lúc đầu gia đình chỉ nghĩ do thay đổi thời tiết, chỉ khi bệnh ngày càng trở nặng, gia đình đưa bệnh nhân đến bệnh viện điều trị thì được các bác sĩ chuẩn đoán bị nhồi máu não. Sáng thì vẫn bình thường, vẫn ăn uống bình thường, vẫn nói bình thường. Thế là chưa ngủ dậy là tự dưng là nó cứ cứng hàm lại thôi, không nói được. Thì tôi ở nhà thì cũng cứ nghĩ thay đổi thời tiết, thì mấy hôm đấy là cũng giống mùa lạnh đấy. Thì là cũng cứ cho đi châm cứu, nhưng mà châm cứu 4 ngày thì cũng không ăn thua gì. Lên đây thì là bác sĩ cũng cho chụp cộng hưởng từ, thì là nói là đột quỵ, nhồi máu não, thì là nhập viện. Đây cũng là lần thứ hai nam bệnh nhân này bị đột quỵ. Cùng với đó là bệnh nhân có bệnh lý nền như tiểu đường, huyết áp và mỡ máu. Chính vì vậy, phác đồ điều trị cũng phức tạp và khó khăn hơn. Theo các bác sĩ, với những bệnh nhân có bệnh lý nền như vậy, nguy cơ đột quỵ cao, đặc biệt khi thời tiết trở lạnh, huyết áp khó kiểm soát, rất dễ dẫn đến tình trạng nhồi máu não. Trước vào viện 4 ngày thì ở nhà bệnh nhân tôi xuất hiện nói khó và ăn uống rơi vãi ở bên phải và nửa người phải là bị yếu, nhưng mà bệnh nhân lại không đi khám ngay. Và đến ngày thứ tư mới bắt đầu đến viện khám, thì tôi khám, tôi đánh giá là bệnh nhân này có nguy cơ đột quỵ. Đột quỵ thế là cho đi chụp em cộng hưởng từ thì phát hiện ra bệnh nhân bị nhồi máu não ngày thứ tư. Bệnh nhân này thì là có bệnh lý như là tăng huyết áp và tiểu đường, có cả rối loạn mỡ máu nữa. Thì cả ba yếu tố đều làm tăng nguy cơ đột quỵ rất là cao. Chỉ cần một trong những yếu tố là đã có nguy cơ đột quỵ rồi. Anh Nam ở huyện Thanh Trì, Hà Nội mới đây cũng bất ngờ bị đột quỵ. Nguy hiểm hơn là điều này xảy ra khi anh đang điều khiển ô tô tham gia giao thông. May mắn khi mới có những biểu hiện ban đầu, anh đã chủ động đến bệnh viện thăm khám. Anh Nam cho biết bản thân rất bất ngờ khi được các bác sĩ chuẩn đoán bị đột quỵ, bởi trước đó sức khỏe anh khá tốt. Sau vụ việc, anh sẽ cẩn thận hơn khi đi ra ngoài trời lạnh bởi sức đề kháng suy giảm. Khi bác sĩ phát hiện là bị tai biến mạch máu não thì tôi cũng hơi bị bất ngờ. Tại vì mình chưa bao giờ bị như này cả. Cứ tưởng là nói là ngọng hay do bị viêm họng. Mày tôi bị nhẹ và phát hiện sớm, điều trị kịp thời. Sau khi thời tiết nói như này đập nhang, hay hôm vừa rồi thì bị gió cái là lái bị hát hơi sổ mũi ngay thôi. Đặc biệt là chú ý yếu là phải kiêng gió, tránh ra ngoài buổi sáng. Hiện nay đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa, không chỉ người già, nhiều người trẻ đã mắc căn bệnh nguy hiểm này. Anh Kiên mới đây bất ngờ bị xuất huyết não khi mới chỉ 31 tuổi. Anh cho biết khi đang ngồi uống nước ngoài trời thì bỗng nhiên gặp hiện tượng cứng người. Ngay sau đó, anh đã được đưa đi cấp cứu, phẫu thuật não. Thế nhưng điều này khiến sức khỏe của anh suy giảm nghiêm trọng, chưa thể đi lại. Mỗi ngày, anh đều phải tập phục hồi chức năng như thế này để nhanh chóng lấy lại khả năng vận động. Tôi còn trẻ này bị đột quỵ, chân tay yếu đi, không đi làm được, buồn vì không hoạt động như bình thường nữa. Thời gian này tôi cũng cố gắng tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ để nhanh chóng bình phục. Trường hợp này là một bệnh nhân nam mà bị xuất huyết não và tình trạng xuất huyết não rất nặng. Khi mà chuyển sang bệnh viện của chúng tôi thì bệnh nhân vẫn trong tình trạng hôn mê. Thì sau ít ngày điều trị thì bệnh nhân bây giờ đã tỉnh táo, có thể nói được một số từ. Và chúng tôi đang tiếp tục phục hồi về tiếng nói và vận động cho bệnh nhân. Do không được tập luyện sớm, cho nên là bệnh nhân hiện tượng bây giờ bị cứng khớp nhiều. Như các bạn thấy đấy thì bệnh nhân bây giờ hai khớp cổ chân là rất cứng và khớp cổ tay trái rất cứng. Thống kê của Hội Đột quỵ Não Việt Nam cho thấy, mỗi năm, nước ta có khoảng 200.000 người bị bệnh lý này.
Đặc biệt, bệnh đột quỵ thường gia tăng khi trời lạnh và thời tiết thay đổi đột ngột. Theo nghiên cứu, nguy cơ bị đột quỵ tăng 80%, đặc biệt khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C. Nhiệt độ lạnh có thể làm mạch máu co lại, gây tăng huyết áp. Thời tiết lạnh cũng có thể làm máu cô đặc lại, nguy cơ dẫn đến hình thành cục máu đông. Trong những tuần gần đây, số bệnh nhân nhập viện vào khoa đột quỵ phục hồi chức năng của Bệnh viện Châm cứu Trung ương tăng lên đáng kể. Cùng với đó, số ca nặng cũng tăng cao. Như chúng ta biết thì những bệnh nhân đột quỵ thì thường là có các cái yếu tố nguy cơ. Vì mà đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, huyết áp. Thì khi giao mùa như thế thì các cái bệnh lý về tim mạch, huyết áp nếu không được kiểm soát tốt ấy, thì dễ có thể gây ra những cái ví dụ như là tăng huyết áp đột ngột, cơn tăng huyết áp kịch phát, những cái nguyên nhân đó nó làm cho cái tỷ lệ tai biến mạch máu não tăng lên, bao gồm cả đột quỵ nhồi máu não và đột quỵ xuất huyết não. Để phòng tránh đột quỵ trong mùa lạnh, các bác sĩ khuyến cáo cần kiểm soát các bệnh lý nền, kiểm soát tốt huyết áp, theo dõi các chỉ số huyết áp thường xuyên, uống thuốc huyết áp theo chỉ định, kiểm soát mỡ máu. Đồng thời, người dân cần giữ ấm cơ thể khi ra ngoài trời lạnh, không nên dậy tập thể dục quá sớm. Không dùng các chất kích thích như thuốc lá, rượu bia, ăn uống với chế độ dinh dưỡng hợp lý. Những người trung niên, cao tuổi nên khám sức khỏe định kỳ để được tư vấn dự phòng đột quỵ. Người dân cần hiểu rõ các triệu chứng khởi phát đột quỵ não như méo miệng, nói ngọng, tê yếu chân tay, mất thăng bằng, nhìn mờ, để khẩn trương đưa người bệnh tới các bệnh viện có khả năng cấp cứu và điều trị đột quỵ não kịp giờ vàng để cứu tính mạng.